Hello and welcome back. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Jumping with Toic trên kênh VTV7. Tôi là Phan Điệu, rất vui được học cùng với các bạn trong bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang phần writing question 6 and 7. Respond to a written email request. Tức là chúng ta được yêu cầu trả lời một lá thư hoặc một email dựa theo yêu cầu ở trong email đó. Đối với phần này chúng ta sẽ có 10 phút để đọc email và viết câu trả lời cho phần yêu cầu có trong email đó. À, thông thường thì các thí sinh sẽ được yêu cầu viết một email nữa để cung cấp thêm thông tin, à, đặt câu hỏi, đưa ra những yêu cầu hoặc là gợi ý hoặc là giải thích cho một vấn đề mà họ đã đưa ra ở trong email cho sẵn. Trong phần viết email này, các thí sinh được yêu cầu phải sử dụng đúng ngữ pháp, à, từ vựng hợp lý, cấu trúc câu chuẩn và đặc biệt là các bạn phải có cách sắp xếp ý sao cho thật hợp lý và phù hợp theo yêu cầu đã đưa ra ở trong phần email hướng dẫn. Các chủ đề chúng ta thường gặp ở trong phần viết email này cụ thể như sau. Có thể là các vấn đề ở văn phòng, nơi làm việc, hoặc các bạn sẽ gặp các quảng cáo về công việc, hoặc các bạn viết đơn xin việc, hoặc các bạn sẽ gặp các quảng cáo cho các sản phẩm hoặc các dịch vụ. Tiếp theo, các bạn có thể gặp những email yêu cầu về việc gửi hàng, nhận hàng hoặc những lịch trình hoặc thiết lập những cuộc hẹn hoặc có thể là những email để xin lỗi về uh, các dịch vụ chưa đạt chất lượng hoặc các sản phẩm gặp lỗi trong quá trình uh, vận chuyển hoặc uh, từ phía nhà cung cấp. Để đạt điểm tuyệt đối cho phần này, các bạn cần ghi nhớ chúng ta cần làm được 5 việc sau. Thứ nhất, các bạn cần sắp xếp các ý bằng văn bản dưới dạng email. Thứ hai, các bạn cần sử dụng các từ ngữ để liên kết các ý với nhau sao cho chặt chẽ. Và thứ ba, chúng ta cần sử dụng nhiều dạng câu trong bài viết của mình, có thể là câu đơn và câu ghép. Thứ tư, các bạn hãy chú ý, chúng ta cần sử dụng từ ngữ và văn phong phù hợp theo nội dung và yêu cầu của email hướng dẫn. Và thứ năm, các bạn hãy trả lời đầy đủ các yêu cầu được giao trong email hướng dẫn. Thông thường chúng ta sẽ gặp các dạng yêu cầu như sau có thể là bạn sẽ phải đặt 3 câu hỏi hoặc bạn sẽ phải đưa ra đề xuất hoặc đưa ra hai đề nghị nào đó hoặc bạn sẽ phải đưa ra một gợi ý hoặc đưa ra hai thông tin hoặc có thể bạn phải giải thích cho một vấn đề mà email hướng dẫn đã đưa ra yêu cầu bạn thể hiện trong email của mình. Vậy một email như thế nào là đạt được chuẩn về kết cấu, về nội dung? Chúng ta cần phải có 3 phần là phần mở đầu, phần thân và phần kết của email ngoài ra các bạn cần chú ý chúng ta cần xác định đối tượng mà mình đang viết email là ai đó là người có mối quan hệ như thế nào với bạn khi bạn đóng vai trò là người viết thư phản hồi có thể chúng ta sẽ gặp những email yêu cầu viết cho bạn bè cho đồng nghiệp hay cho khách hàng ngoài ra các bạn cần chú ý chúng ta cần sử dụng văn phong hoặc từ ngữ cách xưng hô sao cho phù hợp dựa theo mối quan hệ mà chúng ta vừa xác định và một phần rất quan trọng nữa mà tôi sẽ luôn luôn lưu ý các bạn trong xuyên suốt bài giảng ngày hôm nay là chúng ta cần chú ý đáp ứng đầy đủ những yêu cầu mà email hướng dẫn đã đưa ra, yêu cầu các bạn thể hiện ở trong email của mình. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lên màn hình các bạn sẽ thấy giao diện của một bài thi uh, TOEIC Writing Question 6 and 7. Phần đầu tiên sẽ là phần hướng dẫn, đó là phần direction. Trong phần này họ sẽ có phần hướng dẫn kiểu như trong uh, phần màn hình mà tôi đang thể hiện ở đây. Directions. In this part of the test, you will write a response to an email. Your response will be scored on the quality and variety of your sentences, vocabulary, and organization. Và đây là ba tiêu chí mà người ta sử dụng để đánh giá bài viết của bạn. Và phần dưới đó sẽ là phần nội dung mà họ đưa ra để chúng ta dựa vào nội dung đó mình sẽ viết email phản hồi. Và cụ thể trong ví dụ này, họ sẽ đưa ra cho các bạn một uh, phần email và dưới đó sẽ là phần hướng dẫn các bạn sẽ phải viết một email như thế nào. Cụ thể chúng ta đọc phần cuối cùng của phần hướng dẫn này nhá. Directions: Respond to the email as if you are interested in applying for the position. Make one statement about your professional background and two requests for information about the job. Vậy sau khi đọc phần directions này các bạn thấy họ yêu cầu chúng ta làm gì nhỉ? À thứ nhất là họ yêu cầu chúng ta tưởng tượng rằng mình là người đang ứng tuyển cho vị trí mà email này đang nêu ra đúng không? Và trong email chúng ta ứng tuyển sẽ có những nội dung gì? Thứ nhất là chúng ta cần make one statement, một phần thông tin liên quan đến professional background, tức là phần chuyên môn của chúng ta. Và thứ hai, two requests for information about the job, tức là bạn sẽ phải đưa ra hai yêu cầu, hai câu hỏi hỏi về thông tin liên quan đến vị trí công việc mà bạn đang ứng tuyển. Do đó trong email các bạn respond cho phần email này, các bạn cũng phải đưa ra ba nội dung mà tôi vừa phân tích cùng với các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ cung cấp cho các bạn một email trả lời mẫu cho phần email hướng dẫn vừa rồi. Trước khi chúng ta phân tích email trả lời mẫu này, chúng ta có thể cùng nhau quay lại xem lại phần nội dung của email hướng dẫn như sau. Directions. Read the email From update at dailyjobseeker.com to Mary Clark. Subject: Daily Job Seeker Update. Sent March 14th. Dear Daily Job Seeker Subscriber, here is the most recent job opening. Marley Home Inc. is looking for an experienced accountant to fill a vacancy in an accounting department. The company needs someone with an accounting degree and at least three years of experience. Contact Ralph Carmer, rcarmer at marleyholm com Theo thông tin đó, thì người trả lời lại email này sẽ là Mary Clark, trả lời cho một lá thư của Kramer. Và giống như chúng ta vừa phân tích phải có ba nội dung, vậy chúng ta cùng xem trong lá thư của Mary Clark có chứa ba nội dung này hay chưa. Dear Mr. Kramer, I understand that you want to hire someone to work in your accounting department. I have worked as an accountant at the Harem Company for five years. Could you please send me a job application? Also, I would like to know when the job will begin. Thank you very much for your help. Sincerely, Mary Clark. Trong phần nội dung chính của bức thư này, các bạn thấy Mary Clark đã đưa ra ba thông tin. Thông tin thứ nhất chính là một statement về professional background của cô ta. Đó là cô ấy đã làm việc là một kế toán cho Hiram Company, công ty Hiram trong vòng 5 năm. Và tiếp theo là hai yêu cầu tìm hiểu về thông tin liên quan đến công việc mà cô ấy đang ứng tuyển. Vậy cô ấy đã đưa ra hai câu. Câu thứ nhất là Could you please send me a job application? Bạn có thể gửi cho tôi phần uh, biểu mẫu xin việc dành cho ứng viên hay không? Và yêu cầu thứ hai, cô ấy yêu cầu là Also, I would like to know when the job will begin. Tôi muốn biết khi nào thì công việc này sẽ bắt đầu. Với phần phân tích email mẫu vừa rồi thì các bạn thấy bước đầu tiên là bước chúng ta phải đọc kỹ nội dung email yêu cầu là bước quan trọng nhất. Sau đó chúng ta sẽ cố gắng hiểu chính xác yêu cầu của email yêu cầu đó và chúng ta sẽ đảm bảo đầy đủ các thông tin mà họ đưa ra khi chúng ta viết email phản hồi. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập cách đọc một email và trả lời hoặc phản hồi cho email yêu cầu đó để chúng ta có thể xử lý thành công câu hỏi số 6 và số 7 TOEIC Writing Test. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay là mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung và hiểu các thông tin quan trọng có trong một email yêu cầu các bạn cần đọc kỹ phần nội dung chính và chúng ta xem nội dung đưa ra trong email là gì và họ yêu cầu chúng ta phải làm những việc gì và chúng ta chỉ làm đúng theo yêu cầu của email thôi để các bạn hình dung rõ hơn về việc phân tích cũng như là viết một email phản hồi chúng ta sẽ đi vào phân tích một email mẫu như sau from marco fascini marketing director to sherry black marketing representative subject promotion opportunity sent March 23rd 521 pm. Hello, Mr. Black. I would like to offer you a promotion to the role of marketing supervisor. You are one of our best performing employees, and I'm sure you can handle this responsibility. This position offers an excellent benefits package. Please contact me soon to let me know your decision. Regards Marco Fossini. Marco Marketing Director. đúng không ạ? Đây là ông Phật này có chức danh là là một giám đốc marketing. Và tiếp theo người nhận là ai? To Cherry Black Marketing Representative. Chức danh của Cherry Black là một đại diện marketing. Tiếp theo chúng ta sẽ xác định xem lá thư này về vấn đề gì. Và phần này mình sẽ nhìn vào subject. Subject tức là tiêu đề thư, cụ thể là promotion opportunity. Tức là cơ hội thăng tiến. Và chắc chắn đọc đến đây chúng ta sẽ hiểu được là Ngài Giám đốc Marketing đang gửi thư cho đại diện Marketing của công ty và đưa ra cơ hội thăng tiến dành cho người này. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn vào thông tin là ngày gửi lá thư này. March 23rd là ngày 23 tháng 3. Có thể chúng ta để ý luôn đến thời gian mà họ gửi email là lúc 5 giờ 21 phút chiều. Okay. Sau khi phân tích những thông tin ở phần đầu của lá thư như vậy, chúng ta đi vào nội dung chính của lá thư. Phần đầu tiên người gửi sẽ đưa ra lý do tại sao viết thư này. Vậy cụ thể người gửi đưa ra lý do là I would like to offer you a promotion to the role of marketing supervisor. Tức là tôi muốn được cất nhất anh lên vị trí giám sát marketing. Vậy nói đến mục đích của lá thư, họ yêu cầu gì đối với người nhận thư này? Chúng ta sẽ thấy câu tiếp theo. Please contact me soon to let me know your decision. Câu này có nghĩa là hãy liên hệ với tôi sớm để cho tôi biết quyết định của anh là gì. Anh có chấp nhận lời đề nghị đó của tôi hay không? Hay có chấp nhận cơ hội thăng tiến mà tôi đưa ra hay không? Đây là phần nội dung chính của email. Đi kèm với phần nội dung chính đó, các bạn sẽ thấy một phần yêu cầu của đề bài thể hiện ở phần directions ngay bên dưới email. Cụ thể là Respond to the emails as if you are the marketing representative. In your email, describe two questions you have about the promotion. Họ yêu cầu chúng ta tưởng tượng là mình chính là người đại diện marketing. Và trong lá thư của mình, bạn hãy nêu ra hai câu hỏi about the promotion. Tức là hai câu hỏi, hai vấn đề mà bạn muốn biết, đúng không? Về việc thăng chức này. Vậy trước khi chúng ta viết email để phản hồi lại email này, theo đúng yêu cầu mà đề bài đưa ra thì tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin chung liên quan đến việc chúng ta viết một email phản hồi như thế nào. Đầu tiên chúng ta cần xác định xem người gửi và người nhận khi mình viết một email mới là như thế nào. Lúc này bạn sẽ trở thành người gửi và phía ngài giám đốc marketing kia sẽ là người nhận. Đồng thời chúng ta không quên phần tiêu đề của lá thư tức là subject và phần thông tin thời gian bạn gửi và nhận thư vì đây là những đặc điểm cụ thể nổi bật của email trong tiếng Anh. Các bạn lưu ý là trong email trong lĩnh vực kinh doanh thì người ta sẽ ghi thêm tên, chức vụ và công ty của người gửi cũng như người nhận rất rõ ràng ở trong email. Sang phần thứ hai của lá thư chính là phần chào hỏi. Các bạn sẽ luôn luôn có một câu dẫn vào để chào hoặc là nhắc đến người nhận. Chúng ta có thể bắt đầu bằng dear sau đó đến tên người nhận hoặc trong tình huống các bạn không biết là người nhận cụ thể là ai thì mình có thể nói là to whom it may concern tức là gửi tới những người có liên quan hoặc chúng ta có thể đơn giản à, đặt một câu là dear sir hoặc là dear madam kính gửi quý ông hoặc kính gửi quý bà ok phần tiếp theo là nội dung chính của bức thư một phần rất quan trọng trong phần nội dung chính của bức thư chúng ta hãy trình bày những yêu cầu trong phần directions mà đề bài đã đưa ra, chúng ta sẽ phải đưa ra hai câu hỏi liên quan đến việc thăng chức mà ông giám đốc marketing đã đề xuất dành cho vị đại diện marketing. Và phần thứ tư của lá thư là phần kết thư. Phần kết thư sẽ chính là lời chào cuối thư và nó sẽ thường đi kèm với những câu cảm ơn hoặc là bạn thể hiện sự mong đợi nhận được sự phản hồi từ phía người nhận thư của bạn sau đó bạn sẽ ký tên và có thể đưa ra chức danh của mình nếu có. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích email mẫu phản hồi lại email vừa rồi. Dear Mr. Fosini, I'm very interested in this marketing supervisor role. However, before accepting the offer, I need to first ask a couple of questions about the position. Firstly, I was wondering which the vacancy is in. I would much prefer to stay in New York. Secondly, can you please tell me what hours I would have to work? I would rather not work weekends. Khi các bạn nhìn vào nội dung chính của bức thư phản hồi này, các bạn sẽ thấy phần đầu tiên, đúng không ạ, là phần lời chào dành cho ngài Fasini. dear Mr. Phật và sau đó sẽ là phần mở bài của thư là bạn sẽ đưa ra thông tin uh, bạn muốn nói trong lá thư này. Bạn có thể đưa ra thông tin là tôi rất quan tâm hoặc rất có hứng thú với việc uh, đề xuất thăng chức của ông. Rồi sau đó bạn dẫn dắt vào việc là bạn muốn có hai câu hỏi à, dành cho thông tin liên quan đến việc thăng chức này. Vậy trong lá thư mẫu này người ta đã đưa ra được điều này. Thứ nhất, I'm very interested in marketing supervisor role. Tức là tôi rất là hào hứng với vị trí giám sát marketing. Và sau đó người ta dẫn tiếp đến câu sau là hai câu hỏi của họ. Cụ thể là however, before accepting the offer I need to first ask a couple of questions about the position. I need to ask a couple of questions, đúng không ạ? Tôi cần phải hỏi hai câu hỏi về about the position, về cái vị trí này, về việc thăng chức này. Alright. Vậy với phần này thì họ đã dẫn dắt được uh, hai phần mà họ sẽ viết trong email phản hồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung chính xem họ đưa ra hai câu hỏi. Đây là hai câu hỏi gì? Cụ thể, firstly, I was wondering which location the vacancy is in. I would much prefer to stay in New York. Câu hỏi đầu tiên mà người viết email phản hồi, họ yêu cầu muốn biết thông tin chính là khu vực mà họ sẽ làm việc ở vị trí mới là ở đâu và người ta cũng đưa ra luôn thông tin của mình là tôi muốn làm việc ở New York hơn. Và thông tin số 2 mà người viết email này đưa ra là Secondly, can you please tell me what hours I would have to work? I would rather not work weekends. Thứ hai là hãy cho tôi biết, đúng không? Làm ơn hãy cho tôi biết là tôi phải làm việc ở khung giờ nào. Tôi thì không thích làm việc ở cuối tuần đâu. Như vậy, người ta đã đưa ra hai thông tin hỏi, hai câu hỏi. Thứ nhất là hỏi cho địa điểm và thứ hai là hỏi cho thời gian. Và cả hai thông tin này đều liên quan đến công việc mới mà họ được đề xuất. Do đó, với một email như vậy thì các bạn đã đảm bảo được về mặt nội dung đầy đủ hai yêu cầu mà email hướng dẫn đã đưa ra. Và đương nhiên đến phần cuối của lá thư thì có phần kết thư là Sincerely Cherry Black. Đương nhiên rồi chúng ta sẽ ký tên là Cherry Black chứ không phải ký tên của mình. Bởi vì đề bài yêu cầu chúng ta là hãy tưởng tượng mình chính là Cherry Black, chính là người đại diện marketing kia. Ok. Trong phần tiếp theo của bài học, tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số tình huống thể hiện mối quan hệ giữa người gửi và người nhận email để từ đó các bạn sẽ có ý tưởng để viết email trong bài thi thật của mình nhé. Mối quan hệ số 1 là mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng, between the business and customer. Vậy trong mối quan hệ này chúng ta sẽ thường gặp những email viết về nội dung gì? thứ nhất nó có thể là email cảm ơn khách hàng đã mua sản phẩm của mình từ phía doanh nghiệp thứ hai doanh nghiệp có thể muốn thông báo tới khách hàng thời gian bán hàng hoặc là giới thiệu một sản phẩm mới với những thông tin cụ thể trong email đó hoặc thứ ba có thể là cung cấp thông tin về dịch vụ về sản phẩm mà công ty đó cung cấp cho khách hàng có thể là dịch vụ mà sản phẩm khách hàng đã mua rồi hoặc là sẽ mua trong tương lai Tiếp theo có thể là thông báo về số lượng sản phẩm mà khách hàng đặt mua tại cửa hàng hoặc số tiền mà họ cần phải thanh toán hoặc ngày mà uh, bên công ty, bên doanh nghiệp sẽ giao hàng cho khách hàng hoặc cách lắp ráp các sản phẩm. Mối quan hệ thứ hai là mối quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp, customer and business. Tức là người gửi sẽ là customer và người nhận sẽ là business. Vậy khi người gửi email là khách hàng thì chúng ta sẽ có 5 tình huống thường gặp. Cụ thể khách hàng có thể khiếu nại về sản phẩm mà họ đã mua là sản phẩm kém chất lượng, bị hỏng, bị lỗi hoặc là họ có thể viết một email để hỏi về số lượng sản phẩm mà họ đã đặt mua hoặc là sẽ đặt mua. Hoặc tình huống tiếp theo khách hàng có thể viết email để phàn nàn về màu sắc của sản phẩm không đúng như là trong hợp đồng sản phẩm được giao trễ thời hạn đã hẹn. Hoặc tình huống tiếp theo là khách hàng có thể viết email và phàn nàn về sự bất tiện của dịch vụ hoặc là thái độ phục vụ chưa tốt của nhân viên. Hoặc một tình huống nữa là khách hàng có thể viết email để thông báo về những sai sót trong hóa đơn khi họ nhập hàng hóa hoặc là khi họ sử dụng dịch vụ. Mối quan hệ thứ ba là mối quan hệ giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp, tức là Người gửi và người nhận là hai doanh nghiệp khác nhau. Đối với mối quan hệ này chúng ta sẽ gặp ba tình huống như sau. Tình huống thứ nhất là bên doanh nghiệp này muốn xác định số lượng sản phẩm mà họ đã đặt và số tiền họ phải thanh toán, ngày giao hàng mà bên kia sẽ giao hàng cho họ. Tình huống số 2 là một doanh nghiệp sẽ viết email và hỏi về phương thức thanh toán và ngày giao sản phẩm mà họ đã đặt đối với bên doanh nghiệp kia và tình huống số 3 là một bên doanh nghiệp sẽ viết email để khiếu nại về những thông tin còn chưa đúng hoặc những sai sót trong sản phẩm về số lượng của sản phẩm, về màu sắc sản phẩm hoặc về những tính toán trong hóa đơn khi họ giao hàng và yêu cầu bên doanh nghiệp còn lại phải giải quyết vấn đề đó cho họ. Và mối quan hệ tiếp theo mà các bạn có thể gặp khi viết email phản hồi đó là email nội bộ trong một công ty. Đó là bốn mối quan hệ mà chúng ta hay gặp ở trong các email giữa các doanh nghiệp với khách hàng hoặc là trong nội bộ công ty. Bây giờ chúng ta sẽ xét đến mối quan hệ cá nhân à, giữa mọi người với nhau, có thể là các thành viên trong gia đình, có thể là bạn bè với nhau hoặc là các đồng nghiệp. Vậy cụ thể các bạn sẽ được yêu cầu viết email à, giữa các người thân trong gia đình với nhau hoặc bạn bè ở xa gửi cho nhau. Hoặc bạn cũng có thể được yêu cầu viết email thông báo về sự thay đổi về thời gian, địa điểm, ngày tháng của một cái cuộc hẹn giữa bạn với một người khác hoặc có thể đề xuất một cái cuộc hẹn mới bên cạnh đó bạn có thể được yêu cầu viết email để thông báo về một số lịch trình của các sự kiện à, ví dụ như là một email để mời đám cưới hoặc là dự sinh nhật hoặc là lễ tốt nghiệp lễ chúc mừng vân vân bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành phân tích và lên ý tưởng cho những email phản hồi trong phần ví dụ sau đây các bạn nhé from Sarah Berger, General Affairs. 2. All employees. Subject Company Policy on Lateness. Sent July 22nd, 1124 AM. Hello everyone. Employees' punctuality is important for our company's productivity. However, management has noticed that many employees are frequently late to work. To address this problem, employees must check in with their managers by 8:30 a.m. If you have any questions with this policy, please contact me directly. Sarah Berger, General Affairs Chúng ta hãy thử tưởng tượng là mình được yêu cầu viết một lá thư phản hồi lại Lá thư mà uh, ví dụ vừa đưa ra Vậy trước khi chúng ta viết lá thư phản hồi Mình cần phân tích xem nội dung trọng tâm của lá thư này là gì Thì chúng ta hiểu là uh, công ty đang đưa ra vấn đề là Các nhân viên có xu hướng đi làm muộn hơn vào những ngày gần đây Vậy giải pháp đưa ra ở đây là gì? Họ đưa ra ngay một giải pháp trong email này là Employees should check in with their managers by 8:30 a.m. Tức là trước 8 giờ 30 phút sáng thì các nhân viên sẽ phải đến điểm danh với quản lý của họ. Vậy đây là một giải pháp mà họ đưa ra. Nhưng sau đó thì họ có một yêu cầu là nếu như bạn có câu hỏi gì thì hãy liên hệ ngay với tôi. Và trong tình huống này nếu bạn là người cần phải viết email phản hồi thì chúng ta cần gạch ngay ra các ý tưởng mà mình có thể phải đưa ra trong email phản hồi. Các ý tưởng đưa ra có thể xoay quanh chính việc thay đổi này, chính cái chính sách này. Vậy bạn có thể đặt những câu hỏi như Number one, are flexible working hours allowed? Vậy thì có được phép làm việc theo giờ linh động hay không? Hoặc chúng ta có thể hỏi câu số 2. Number two, what if I have a meeting out of the office? Chuyện gì sẽ xảy ra hay tôi sẽ phải làm gì nếu như tôi có một cuộc hẹn quan trọng ở bên ngoài công ty? Vậy có nghĩa là tôi có thể sẽ sẽ đến muộn Tiếp theo câu số 3 bạn có thể câu hỏi là What if I had worked late the day before? Nếu như ngày hôm trước đó tôi đã phải làm việc rất là muộn thì sao? Tức là họ muốn đưa ra lý do là ngày hôm trước vì họ làm việc muộn quá giờ rồi nên ngày hôm sau họ nghĩ rằng họ có lý do có thể đến muộn. Hoặc các bạn có thể đặt một câu hỏi nữa là How's the penalty imposed? Vậy thì hình phạt sẽ được áp dụng như thế nào? đối với những người đến muộn. Vậy với bốn câu hỏi đó bạn có thể uh, ứng dụng để mình có thể viết trong email phản hồi nếu như mình gặp một tình huống như vậy trong bài thi của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào một ví dụ số 2 là một email nữa và cùng phân tích tình huống ngay sau đây. From: Link Travel to: Becky Robinson. Subject: Link Travel Special Offer. Sent: June 5th, 8:35 PM. We're offering all our loyal customers a fantastic opportunity to travel this summer. For a limited time only, we're offering discounts on trips to selected destinations. Email us or visit your local Link Travel branch for more details. Sau khi đọc xong email này, chúng ta sẽ phân tích nội dung chính của email giống như phần chúng ta đã học ở phần trước. Nhìn vào phần đầu tiên của lá thư, bạn sẽ thấy người gửi chính là Link Travel, tức là một công ty du lịch chuyên cung cấp các dịch vụ du lịch. tiếp theo là người nhận chúng ta sẽ nhìn vào phần to to becky robinson vậy người nhận sẽ là becky robinson và trong phần tiêu đề của lá thư bạn có thấy là link travel special offer tức là giá ưu đãi đến từ công ty link travel và cụ thể ở đây là ưu đãi gì khi các bạn nhìn xuống phần nội dung chính của lá thư bạn sẽ thấy người ta nói là uh, công ty cung cấp cơ hội giảm giá dành cho những khách hàng trung thành của mình Email này chỉ đưa ra thông tin là giảm giá cho khách hàng trung thành của họ, chứ chưa đưa ra thông tin cụ thể là sẽ giảm giá bao nhiêu phần trăm hoặc là trong thời hạn bao lâu. Chính vì vậy bạn có thể dựa vào thông tin còn thiếu này để chúng ta có thể viết một email phản hồi để đặt câu hỏi, yêu cầu thêm thông tin về nó. Theo đó chúng ta có thể lên ý tưởng bằng cách đặt một số câu hỏi như sau trong email phản hồi của mình. Number 1. When does it expire? khi nào thì chương trình giảm giá sẽ hết hạn. Number two, what's the price range? vậy khung giá sẽ là bao nhiêu. Number three, what's the discount rate for packages? vậy thì tỷ lệ giảm giá cho các gói du lịch chọn gói sẽ là bao nhiêu. And number four, what are the selected destinations? trong email có một cụm là selected destinations tức là các địa điểm du lịch chọn lọc mà công ty đã chọn trước để dành cho những khách hàng đó của mình. Vậy bạn cũng có thể đặt câu hỏi cho thông tin này là các điểm đến hoặc các địa điểm du lịch đã chọn lọc đó là những địa điểm nào. Như vậy là chúng ta bằng việc phân tích email gốc thì mình đã có thể đưa ra bốn câu hỏi mới và đây cũng là phần mà bạn có thể ứng dụng để viết cho email phản hồi nếu như bạn gặp một đề bài tương tự như vậy trong bài thi thật của mình. Bây giờ tôi sẽ đưa ra một tình huống nữa cho các bạn là khi các bạn được yêu cầu viết những email trả lời với những mục đích khác nhau, có thể là bạn muốn giới thiệu một sản phẩm mới, hoặc có thể bạn muốn xin lỗi về một vấn đề gì đó còn thiếu sót trong dịch vụ mà doanh nghiệp của bạn cung cấp, hoặc có thể là bạn muốn cảm ơn, vân vân. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích từng tình huống một và mình sẽ sử dụng những cấu trúc câu như thế nào ở tình huống trang trọng hoặc là ít trang trọng các bạn nhé. Phần đầu tiên là phần lời chào hỏi của lá thư. Trong tình huống trang trọng, các bạn sẽ sử dụng dear rồi đến chức danh và đến họ của người nhận thư. Các bạn có thể viết là dear Mr. Park hoặc là dear Miss Garcia. Hoặc trong tình huống bạn không biết cụ thể tên hoặc là họ của người nhận là ai thì bạn có thể sử dụng một cấu trúc chung chung là to whom it may concern hoặc là dear sir or dear madam. Còn ở một tình huống khác là tình huống thân mật, ít trang trọng thì chúng ta có thể chỉ cần dùng hi rồi đến tên của người nhận thư và sau đó là một dấu phẩy các bạn nhé. Tùy theo mục đích của lá thư chúng ta sẽ có phần tiếp theo khác nhau. Trong tình huống bạn viết một lá thư với mục đích để giới thiệu thì bạn có thể vận dụng các cấu trúc câu sau. I'm writing in response to. It seems that. My name is, and I'm interested in. I'm writing, because, I am writing because of. I'm writing to inform you of. I would like to let you know. I'm writing to inform you. Các bạn sẽ trong những lá thư này là những lá thư trang trọng các bạn nhé bình thường chúng ta có thể nói là I'm writing nhưng trong những lá thư trang trọng chúng ta cần phải viết là I am writing trong tình huống ít trang trọng hơn cũng với mục đích như vậy các bạn có thể viết những câu sau I just wanted to respond to your email about hoặc I thought I would write to let you know that hoặc I'm writing because or I'm writing because of Tức là các bạn vẫn có thể sử dụng dạng viết tắt của I am là am um, trong tình huống ít trang trọng. Tình huống tiếp theo khi các bạn muốn xin lỗi thì chúng ta sẽ bắt đầu email của mình như thế nào? Bạn có thể viết câu như sau. I'm writing in relation to your recent complaint. I was very concerned to learn about. I would like to apologize for the inconvenience hoặc trong tình huống ít trang trọng bạn có thể nói là I'm sorry for or I'm sorry that. khi bạn viết thư với mục đích đưa ra những yêu cầu rất lịch sự bạn có thể dùng cấu trúc sau. I would appreciate it if you could do something. If you don't mind, could you please do something? If it isn't too much trouble, would you please do something? trong tình huống ít trang trọng hơn chúng ta có thể đưa ra những yêu cầu với những cấu trúc sau. Could you please? I'd like it if you would. Please do something. It would be terrific if you could. Hoặc là Would you mind? trong tình huống các bạn muốn cung cấp thông tin thì chúng ta có thể ứng dụng trong ngữ cảnh trang trọng như sau. I would like to let you know that hoặc one important thing about is hoặc well, please be advised that one thing to remember is trong tình huống ít trang trọng hơn để cung cấp thông tin bạn có thể áp dụng cấu trúc sau I'd like to just wanted to let you know that I just want to let you know about hoặc là don't forget that với mục đích để hỏi thông tin trong tình huống trang trọng Thì bạn có thể đặt câu như sau. I am writing to inquire about. I wonder whether. I wonder if. I have a few questions about. I would like to learn more. We hope you can inform us of. hoặc trong tình huống ít trang trọng câu câu Can I ask you? Can you tell me about? hoặc là I have some questions. Với mục đích đưa ra một vấn đề hay là một khó khăn gì đó thì bạn sẽ sử dụng những cấu trúc sau. Trong tình huống trang trọng bạn có thể nói: One problem that I have encountered is. Unfortunately, I have had an issue with. Trong tình huống thân mật hơn bạn có thể nói: The problem is. The issue here is. Hoặc là I've had lots of problems with. Với mục đích để giải thích vấn đề gì đó, bạn có thể sử dụng cách nói sau. The main reason for this is due to something. Because of this, sau đó có dấu phẩy và một mệnh đề. The reason why, rồi đến một mệnh đề. Trong tình huống thân mật hơn, bạn có thể nói như sau. That's because

I suggest that. Trong tình huống ít trang trọng hơn, bạn có thể viết là I think we should. How about? Why don't you? Or let's do something. Với mục đích đưa ra ý kiến, quan điểm của mình trong tình huống trang trọng, bạn có thể nói như sau. I maintain that. From my point of view. It is my belief that. I hold the opinion that trong tình huống ít trang trọng bạn nói như sau I think that I'm assuming that I feel that hoặc là personally I feel that khi các bạn đã viết xong email thì chúng ta cần câu cuối cùng để kết lại email của mình bạn có thể viết một câu rất trang trọng như sau Thank you very much for your prompt attention to this matter hoặc là Please let me know if you have any questions or need any further information. Hoặc đơn giản chúng ta nói là thank you. Trong tình huống thân mật, trong các lá thư giữa các người thân với nhau thì chúng ta có thể nói đơn giản hơn, có thể là I'm looking forward to hearing from you. Hoặc là let me know if you need anything else. Hoặc là thanks. Trong phần kết của lá thư, giống như tôi đã chia sẻ với các bạn ở phần trước của bài học, chúng ta sẽ thường có một từ để kết lại. Trong tình huống trang trọng, bạn có thể sử dụng từ sincerely, hoặc là yours truly, hoặc là best regards. Và sau đó bạn sẽ ký tên và viết chức danh của mình nếu có. Trong tình huống thân mật hơn, chúng ta sẽ có thể viết kết thư bằng những từ sau. Talk to you soon. See you soon. Nice hearing from you. Và trong các email thân mật thì người ta sẽ thường chỉ ký tên của mình thôi hoặc viết tên của mình thôi, ít khi họ đưa ra phần chức danh đi kèm. Alright, bây giờ sẽ là phần thực hành cuối cùng dành cho các bạn trong bài học ngày hôm nay. À, trên màn hình của chúng ta bây giờ là một phần câu hỏi mô phỏng cho question 6 and 7 ở trong phần writing test. Tôi muốn các bạn sẽ nhìn vào phần yêu cầu và email cho sẵn này, chúng ta hãy thử cùng nhau viết một email để phản hồi lại cho đề bài này. From: Samuel George, To: Janet Jones, Subject: Changing Banks, Sent: February 23rd. Dear Ms. Jones, We understand that you have moved your account to another bank. We are very sorry to lose your business. To help us provide better service in the future, Would you mind telling us why you made the decision to change banks? Thank you very much. Sincerely, Samuel George, National City Bank Customer Service. Giống như chúng ta đã phân tích từ đầu bài học thì đầu tiên chúng ta cần biết là người gửi và người nhận lá thư là ai. Khi nhìn vào phần from các bạn sẽ thấy Samuel George là người gửi and to Janet Jones là người nhận. Và tiêu đề của lá thư cũng chính là nội dung chính của thư là gì? Changing banks. Như vậy tức là lá thư này sẽ nói về việc thay đổi ngân hàng. Và thời gian mà họ gửi thư đi là February 23, là ngày 23 tháng 2. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống nội dung chính của bức thư, xem bức thư này nói về vấn đề gì. Trong lá thư này, Samuel George đã bắt đầu bằng việc đưa ra thông tin là họ biết việc cô Jones đã thay đổi ngân hàng. We understand that you have moved your accounts to another bank. Cô đã chuyển tài khoản của cô tại ngân hàng của họ đến một ngân hàng khác và họ cũng rất mong muốn được biết thêm thông tin vì sao cô lại thay đổi ngân hàng như vậy và để cải thiện về chất lượng phục vụ của ngân hàng của họ. Cụ thể thể hiện qua những câu sau: We are very sorry to lose your business. To help us provide better service in the future, would you mind telling us why you made the decision to change banks? và ngay dưới nội dung chính của lá thư này các bạn thấy có phần directions là đề bài yêu cầu chúng ta sẽ phải làm những việc như sau respond to the email as if you are janet jones bạn hãy trả lời email này uh, và tưởng tượng bạn chính là janet jones tiếp theo in your email explain one problem and make two suggestions tức là bạn sẽ phải đưa ra một vấn đề một lý do nào đó một trở ngại nào đó mà bạn gặp phải khi bạn có tài khoản ở ngân hàng của Samuel George. Và sau đó hãy đưa ra hai đề xuất để giúp cho họ cải thiện được chất lượng phục vụ của họ. Sau khi chúng ta đã phân tích nội dung chính của email cũng như những yêu cầu đó thì các bạn hãy thử viết một đoạn email phản hồi lại email này trước khi chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một email mẫu mà tôi sẽ đưa ra cho các bạn trong bài học này sau đây. Dear Mr. George, I have received your email about my decision to change banks. I would be happy to explain this decision to you. I decided to use another bank because your bank doesn't have any branches close to my job. You might be able to get more customers if you open more branches in different neighborhoods. I also suggest that you place cash machines in more locations around the city. If you make going to your bank more convenient, I think your customers will be happier. Sincerely, Janet Jones. trên màn hình của chúng ta lúc này chính là một sample answer tức là một câu trả lời mẫu các bạn sẽ thấy trong lá thư này người gửi sẽ phải là janet jones vì vậy người nhận sẽ là george bạn có thể bắt đầu lá thư của mình bằng dear mr george thưa ngài george i have received your email about my decision to change banks tôi đã nhận được lá thư của ông nói về quyết định thay đổi ngân hàng của tôi I would be happy to explain this decision to you. Tôi rất vui vẻ giải thích uh, quyết định này của tôi với với ngài. Uh, và đây chính là phần mà họ bên George khi viết thư họ yêu cầu đúng không ạ? Và cụ thể xuống phần sau là phần mà bạn đưa ra problem, bạn đưa ra reasons đúng không ạ? I decided to use another bank because your bank doesn't have any branches close to my job tức là tôi quyết định thay đổi tài khoản ngân hàng là bởi vì ngân hàng của các ngài không có chi nhánh ở gần chỗ làm việc của tôi. Đây chính là một problem, đúng không ạ? Tiếp theo là bạn được yêu cầu đưa ra hai đề xuất. Và hai đề xuất ở đây là gì? You might be able to get more customers if you opened more branches in different neighborhoods. Vậy đề xuất thứ nhất là bạn hãy mở thêm chi nhánh ở những khu vực khác nhau và đề xuất thứ hai mà cô Jones đưa ra là I also suggest that you place cash machines in more locations around the city. Tức là bạn hãy đặt thêm những cái rút tiền ở các địa điểm khác nhau trong thành phố đi. Như vậy là trong lá thư này Jones đã đưa ra thêm hai đề xuất và đã đạt được đúng những tiêu chí những yêu cầu mà đề bài đưa ra, do đó đây được xem là một bài viết rất thành công. Các bạn có thể tham khảo bài viết này. À, trong phần viết email phản hồi cho email mẫu đã đưa ra apologize offer regards promotion decision business customer discounts destinations complaint explain appointment Trong phần câu hỏi giao lưu dành cho khán giả ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy thực hành viết email dựa theo yêu cầu trong đề bài. chúng ta hãy cùng viết và chụp ảnh lại comment tại fanpage của VTV7. Ba bài viết xuất sắc nhất sẽ nhận được một phần quà là một voucher giảm lệ phí dự thi trị giá 200.000 khi các bạn đăng ký dự thi TOEIC hoặc một cuốn sách luyện thi TOEIC rất thú vị đến từ ban cố vấn của chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thank you for watching and see you next time. Bye bye. Question 6 through 7. Respond to a written request. Directions In this part of your test, you will write a response to an email. Your response will be scored on the quality and variety of your sentences, vocabulary, organization. Give yourself 10 minutes to read and answer each email. Read the email From John Jenkins to Shirley Park. Subject Budget Report. Sent February 23rd. Shirley. I am working on the annual budget report as you requested. You asked me to have it finished by next Friday. However, it's taking longer than I thought. Could I have one more week to complete the report? That way, I would have time to do a thorough job. Thank you, John. Directions Respond to the email as if you were Shirley Park. In your email, ask one question and give two pieces of information.